Hello anh em, hello bà con. Cơ giới Hải Đăng xin chào cho tất cả bà con, cô bác, anh chị em trên khắp mọi miền đất nước. Cũng lâu lắm rồi Hải Đăng không có lên video, thì hôm nay bên Hải Đăng mới 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 về một con xe nhỏ xíu, nói chung là không một. Nó cũng thuộc dạng như mini đâu, không một nha. Không một. Thì có vài chục triệu thôi. Thì đây là sau lưng em nè. Cái con này không phải Kobe, không phải Komatsu, cũng không phải cái ASI hay là không phải Sumi hết, nó là Hynix. Hynix cũng là xe của Nhật Bản sản xuất nha. Thì em nay em về một con này rất là rẻ, chỉ vài chục triệu thôi. Em cũng xin giới thiệu đến tất cả các anh chị em bà con nào mà cần cái dòng nhỏ này để làm vườn. Để làm vườn trồng cây ăn trái rồi gì đó. Nó rất là nhỏ gọn nha. À, cần thì cần kỹ thuật nè, được xếp cao lên nó gọn gàng, đít tròn nằm trong xích nè. Và chiều ngang của em nó là chỉ có 1m45 thôi. Bà con anh em chui trong lô cà phê hay trong vườn cây ăn trái rồi rất là gọn gàng, đưa cần lên thẳng là quay ra rồi, không vướng bẩn cái gì hết. Thì chỉ có vài chục triệu thôi. À, nói đúng tóm hơn là chỉ có 70 triệu thôi. Thì anh em bà con nào mà ra xin gì đi nha. Thì anh em bà con nào cần làm vườn thì cứ tham khảo video alo, rồi alo em rồi kết nối Zalo, em sẽ cho hình ảnh chi tiết cho bà con anh tham khảo luôn nha. Cơ giới Hải Đăng xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu. Chúng tôi chuyên mua bán và trao đổi các dòng xe cơ giới như máy xúc, máy lu, máy ủi và cung cấp phụ tùng chính hãng từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản với tiêu chí mua thật, bán thật, giá trị thật. Hải Đăng cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng cao và hoàn hảo nhất. Xin liên hệ hotline 0383 641 461, 0901 540 847, địa chỉ hẻm 301 Bùi Hữu Nghĩa, Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai. Cơ giới Hải Đăng, bền bỉ chất lượng cùng 5 tháng. Con gì đây, con gì đây? Không một cần kỹ thuật. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền? Tám chục triệu là bác bỏ nè. 75 triệu cũng bỏ qua luôn nè. 75 triệu. Một con không một cần kỹ thuật. Vinh. Vinh đét đền đẹp luôn. Một con không một nha. Cần kỹ thuật. Phải nói là nghĩa địa Vinh, nghĩa địa Vinh luôn nha, nghĩa địa Vinh, mùa Vinh luôn. Rồi nói chung là hôm nay em có một con không một cần kỹ thuật, nói chung là nó cũng mang chất nghĩa địa đó. Thực ra là con này nói về nhập thì em không phải là nhập, nhưng mà em cũng mua lại của một người dân, mua lại người dân, nhưng mà lúc là họ mua nghĩa địa họ bảo đảm về họ chưa làm cái gì hết, nó còn nguyên bản luôn, hình như mua về rồi là bỏ nằm đó luôn. Em thấy về xe đẹp của em mới mua về đó. Máy là ba máy nha, Suzuki ba máy đó. Em biết rồi đó, không một này, không một mà đời, nói chung là cái đời này nó cũng hơi sâu đó, cần kỹ thuật. Con này là không có mui, không có cái pin gì hết nha, cần trôi nha. Và anh em nhìn chất nghe địa nè. Nói chung là bây giờ đây, cái dàn chân á thì nó đẹp ok nè, nhưng mà nó cũng có một hai chỗ nó bị nói chung là nó còn được 70-80%. Thì xích thì nó ok đẹp rồi, riêng cái lam với lại cái chân thì nó có một hai chỗ nó bị lỗi, thì bên em cũng có khắc phục lại rồi. Máy móc thì ok, máy móc ông bạn qua đây giờ cái máy là em coi cái bơm cha đây. Con này là bơm nhông nha, bơm nhông nhưng mà rất là ok và nó xinh ngầu nha. Isuzu ba máy đỉnh đạt của
đó phải trúng người địa luôn nha. Đó. Thì chân cẳng thì bên em cũng có khắc phục mà một hai cái chỗ nó không được vừa mắt. Tay lái cơ nha, tay lái cơ, bơm nhông tay lái cơ, đỉnh luôn, cần kỹ thuật nha, không một rưỡi thôi anh em. Thì bây giờ em nói cái chiều ngang của em này là nó chỉ có 1m45 thôi, 1m45 thôi, để anh em biết, để cho bà con anh em cân xứng để công việc của mình ha, cân xứng công việc của mình để làm không, để vào những hẻm hóc vô hóc. Thì em cũng nói là cái dòng này thì cái máy này ha, mới nhìn này giống Komatsu lắm, nhưng mà thật ra em này là Hynix, Hynix, Hynix gì đây nha, nói chung là cũng của thằng Nhật đó, Hynix, Hynix gì đó. Chuẩn chuẩn nghĩa địa luôn nha, rào thì rào nhỏ đó, không một mà rào nhỏ xíu xíu đây. Gạo này chừng nghe nó nha, 2 này, 4, gạo này 4 tấc rưỡi nha, luôn, 3 răng 4 tấc rưỡi, gầm bờ là còn đẹp nữa nha, sơn thì còn nguyên bản, gầm bờ chắc chắn, ok nha. Thì em nói cái dằn chân với lại cái lam em có, bên em có phục hồi lại một hai chỗ, nó hơi xấu xấu cho nên phục hồi lại, khắc phục lại một xíu, xích gì đẹp, nguyên bản thi lực luôn. Rồi bây giờ nói đến đây thì em, bà con cũng hay lăn tăn về vấn đề giá em này bao nhiêu, thì em cũng xin báo giá luôn. Em này em sẽ chào giá là 70 triệu, 70 triệu với một con 01 cần kỹ thuật nghĩa địa luôn. Nhưng mà với cái giá này thì có nha, có, nói chung là có thương lượng cho anh em bà con nha. Đó, anh em bà con nào thật sự nhà ý, thật sự nhà ý thì sẽ có thương lượng cho anh em bà con nha, để anh em bà con về xài làm vườn nha, tốt, làm vườn đồ rất là tốt. Anh em cứ thích thì cứ alo số điện thoại trên màn hình. Bây giờ em cũng không nói nhiều, thì dạo này em cũng không cần quay nhiều nữa đâu, em quay sơ em giới thiệu qua tất cả mọi thứ. Thì bà con anh em nào muốn thì cứ kết nối Zalo với em đó. Kết nối Zalo số điện thoại trên màn hình đó, cứ kết nối Zalo, em sẽ gửi hình chi tiết hết tất tần tật cho anh em bà con xem đó, nói như thế nào nha, ok chưa. Em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em xem tham khảo, chứ còn em bây giờ em cũng không test kìa. Bây giờ hiện tại bây giờ là cái bình nó đang hết điện rồi, em cũng không test, thì em sẽ gửi hình chi tiết cho bà con anh em nhà ấy để Zalo kết nối nha.